Mình đưa mọi người về nhà ngoại của mình, tại vì tất cả những sinh hoạt của mình đều ở nhà ngoại là nhiều, cho nên là nơi đó cũng gắn bó với mình từ bé đến lớn. Bà thấy con có mập không? Ê, hơi trắng là một chút. Tại chắc mấy anh chị cho ăn nhiều quá. Nhìn theo như bố coi là cái đoạn mà con bố thì về cái đường phố thì con chưa phù hợp với đường phố, thì con chỉ có coi là cái đồ lắc của con nó không chưa có nữa, chân chưa mạnh, chân mà lắc không chưa nhanh, nhiều chân con không chân mạnh, đấy không nhanh, chân được. Không nhanh, không mạnh, không nảy, người không nảy đó, đó cái đó là khắc phục thật nhiều vậy. Con học được nhiều điều, tiếp xúc với được nhiều biên đạo múa giỏi trên thế giới, thì điều đó là một điều mà mình tâm đắc nhất trong cái chương trình này. Có một số khán giả cũng nói chuyện với con qua mạng xã hội. Mới đầu người ta bảo là người ta không thích con, tại vì nhìn con có vẻ kiêu kỳ, có vẻ chảnh rồi khó gần. Với tất cả những gì mà bạn ấy đã cống hiến, thì nếu ngày hôm nay bạn ấy rơi vào vòng nguy hiểm, thì tôi sẽ khuyên bạn ấy dừng cuộc chơi. Dù có như thế nào thì em cũng sẽ hết mình và làm tất cả những gì em có để cho khán giả thấy được em có thể làm được gì. Bây giờ người ta nói là qua những cái gì mà con làm, những cái gì mà con thể hiện trên sân khấu thì người ta hiểu con hơn. Lời khuyên của anh Chí Anh không thể thực hiện được. Minh Trường và Phi Phụng mới là cặp đôi nguy hiểm ngày hôm nay. Chúc mừng Minh Tú và Thái Sơn. Cái đó là cái niềm vui lớn nhất mà con có được. Con làm cho người ta hiểu mình không phải bằng lời nói mà bằng những cái điệu múa, những cái gì mà con thể hiện trên sân khấu thử thách cùng bước nhảy.